viêm gan rất là thấp. Bác bị bao nhiêu năm rồi bác? Bị 20 năm rồi. 20 năm rồi. Này mày hôm tên đâm cứu cho bà. Bác cái chị bác qua chân đi. Cái hiện tốt tâm lý. Cái này tác dụng trừ thấp. Dưới mắt gối, đầu xuống 3 thốt. Cách chân chài một khoát con tay. Hàng da dán nó dính này cho anh. Tất dương quan. Cái này là chuyên dùng tác dụng để chữa và những dần gì khớp gối. Tôi đã từng giới thiệu qua một số video. Trên dưới lưng thuyền 3 thôn. Tiếp tục. Đây là huyệt độc tỵ. Đây là huyệt huyết thể. Bây giờ làm hai cái tam âm dao. Huyệt huyệt chuyên dùng cho thấp khớp, chính là tốt âm khớp. Nó co chân này lên. Đơn huyệt rất là đơn giản, ứng dụng hiệu quả cao. Như vậy là bài án này đã xong. Huyệt trừ thấp, tốt âm khớp, lời tiểu, tam âm dao, bổ thận. Trừ thấp nữa là tốt tâm lý. Chữa những huyệt tại chỗ là độc vị tất nhãn. Huyết hải. Huyệt để trừ được cái dịch ở trong gối ra. Chính là tất dương quan. Tôi sẽ giới thiệu đầy đủ cái đơn huyệt này. Mọi người có thể tham khảo, ứng dụng lâm sàng của nó được tầm 8 năm rồi. Thành công nhiều nhất là trong 5 năm tới này đây. Rất hiệu quả. Bác xong rồi nhé.